chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kim chỉ nam cho sự phát triển của Đảng, của đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm hàng hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau đây là thông cáo đặc biệt về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị và các bạn, 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau thời gian lâm bệnh, dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Ông thọ 80 tuổi. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá trong gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế như huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Lào, huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, huân chương Jose Marti của Đảng, Nhà nước Cuba. Theo thông cáo đặc biệt phát chiều ngày 20 tháng 7, lên cửu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí để thông báo đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân được biết. Thưa quý vị và các bạn, là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lý luận xuất sắc với hàng chục tác phẩm tổng kết, luận giải những vấn đề lý luận rất rộng lớn trên các lĩnh vực. Những tác phẩm này vừa góp phần phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là kim chỉ nam định hướng tư tưởng hành động cho sự phát triển của Đảng, của đất nước ta. Là giáo sư tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng, tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng 7 khóa liên tiếp và từng đảm nhiệm các trọng trách là tổng biên tập tạp chí Cộng sản, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước, với kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm thực tiễn đúc rút qua nhiều năm, có thể nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận kiệt xuất của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không những là một nhà lãnh đạo có uy tín lớn hàng đầu của đất nước mình hiện nay, nhưng mà đồng chí còn là một nhà lý luận được đào tạo, được học hành, được phát triển trên cái lĩnh vực lý luận rất là bài bản. Vì thế đồng chí rất quan tâm đến nhận thức lý luận, nâng cao nhận thức lý luận trong toàn Đảng. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện tầm cao tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm đã phân tích, hệ thống hóa, đưa ra những quan điểm, tư tưởng, nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng lớn lao của toàn dân tộc trong thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Cuốn sách nêu rõ được cái mục tiêu này, cái mô hình của chủ nghĩa xã hội Việt Nam này, cái đúng đắn sáng tạo của cái con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, của cái mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam này. Và đấy là một sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới của thời đại. Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, là cẩm nang trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta
ngày càng trong sạch vững mạnh. Tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam là sự đúc kết, hình thượng hóa đường lối đối ngoại của Đảng với tính chất kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo. Ngoài cuốn sách mang tính kim chỉ nam cho con đường đi lên của Đảng, của dân tộc, cũng như hai cuốn cẩm nang về công tác chống giặc nội xâm và công tác đối ngoại kể trên. Tất cả cho thấy một trí tuệ siêu phàm, một sức sáng tạo không ngừng nghỉ, giúp Đảng ta ngày càng hoàn thiện hệ thống lý luận cũng như dẫn dắt thực tiễn để cơ đồ của dân tộc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tôi quan sát trong 15 năm qua, tất cả những tác phẩm của Tổng Bí thư đó là sự kết tinh và tỏa sáng tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cương lĩnh hành động của toàn thể dân tộc Việt Nam. Và đó cũng là thông điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế trên tất cả các phương diện. Thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự tối nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể và chính quyền các địa phương chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7 tại thôn trung tâm xã Đạc Cờ Nàng, huyện Đam Rông lại tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp nhà của hộ bà Võ Thị Phương và tràn ra mặt đường chia cắt tuyến quốc lộ 27. Vụ sạt lở đã làm anh Nguyễn Quang Duyệt sinh năm 1988, con trai bà Phương tử vong tại chỗ và anh Nguyễn Văn Đồng sinh năm 1982, tạm trú tại xã Phi Liên đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Vị trí sạt lở cách vị trí sạt trượt trước đó khoảng 50m là một người tử vong cách đây 6 ngày. Trước đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã cắm bảng cảnh báo, căng dây là biên bản buộc di dời đối với hộ dân trong khu vực bị sạt lở. Các hộ dân đã di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng chiều ngày 20 tháng 7, một số người quay trở lại căn nhà, lấy một số vật dụng thì xảy ra vụ sạt lở làm hàng trăm mét khối đất đá tràn vùi lấp căn nhà và tràn ra mặt đường chia cắt tuyến quốc lộ 27. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Đam Rông cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân tử vong ra ngoài, đưa người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng công an đã phân tuyến điều tiết giao thông để thực hiện công tác cứu hộ. Với sự huy động tối đa người và phương tiện, đến 19:30 ngày 20 tháng 7 đã hoàn thành việc khắc phục sự cố sạt lở đất và thông xe tuyến quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn huyện Đam Rông. Sau khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố sạt lở đất, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến thăm hỏi động viên gia đình người gặp nạn. Sau đây là công điện về việc chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện, giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Trước tình hình diễn biến thời tiết mưa nhiều diễn ra liên tục trong thời gian vừa qua, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trên địa bàn huyện Đam Rông. Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 7, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, làm sập một ngôi nhà tại xã Đạc Cờ Nàng, làm một người chết và một người bị thương nặng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã hình thành và có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sát với tình hình thực tế và thực sự hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 4288 ngày 15 tháng 7 năm 2024 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản số 5843 ngày 14 tháng 7 năm 2024, số 5893 ngày 16 tháng 7 năm 2024 và số 5987 ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai, chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với kết quả thực hiện công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ
quyền hạn thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý. Các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với lực lượng công an, lực lượng quân đội, chính quyền địa phương tham gia cứu nạn cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đối với vụ việc sạt lở nêu trên, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đam Sơn tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị nạn theo quy định, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra giám sát dẫn tới việc tiếp tục xảy ra sạt lở làm chết người. Yêu cầu cưỡng chế các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được rà soát, cảnh báo di dời đến nơi an toàn để tránh trú tạm thời. Tuyệt đối không được tự ý quay về khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có chức năng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tập trung huy động các y bác sĩ, máy móc, trang thiết bị, thuốc men và tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, đảm bảo kịp thời với các điều kiện tốt nhất. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đã được kiểm tra, rà soát theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt trượt. Trường hợp người dân không chấp hành phải cưỡng chế di dời. Đối với các khu vực lân cận, các vị trí có nguy cơ sạt trượt, vận động người dân tạm thời tránh trú tại nhà người thân để đảm bảo an toàn, nhất là vào ban đêm. Đồng thời, chính quyền địa phương chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ nơi tránh trú, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết để cảnh báo kịp thời đến người dân tại các khu vực có mưa lớn, nhất là các hộ dân ở khu vực sườn dốc, mái ta luy cao, khu vực gần sông suối, phát huy hiệu quả lực lượng xung kích tại địa phương theo phương châm ba sẵn sàng, tổ chức trực ban 24/24 trong những ngày mưa bão để kịp thời ứng phó sự cố có thể xảy ra, phải kịp thời báo cáo thông tin về Ủy ban Nhân dân tỉnh khi có sự cố sạt trượt, lũ quét gây ra chết người. Chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác tại địa phương để xử lý ngay các điểm mất an toàn có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tổ chức kiểm tra rà soát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân xây dựng công trình không phép, trái phép theo quy định của pháp luật, nhất là các công trình lấn chiếm bờ sông, lòng suối, kênh mương thoát nước, các công trình xây dựng trên sườn dốc, khu vực có độ chênh ta luy âm dương lớn, vùng trũng thấp, kiên quyết giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm, tổ chức cưỡng chế giải tỏa khi cần thiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý đường bộ duy trì thường xuyên liên tục công tác tuần tra kiểm tra các tuyến đường xung yếu, các cầu yếu, các đoạn đường đèo bị sạt lở gây ách tắc giao thông thuộc phạm vi quản lý, nhất là các trục đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Kịp thời xử lý trước các đoạn tuyến có nguy cơ sạt trượt và chủ động khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra, nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, an toàn. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải phải đặc biệt quan tâm và chủ động kiểm tra rà soát nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là các đoạn đèo. Đề nghị các cấp ủy đảng, các huyện ủy, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở tích cực tham gia thực hiện các nội dung nhiệm vụ nêu trên để phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai tại địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi chặt chẽ, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình của thời tiết, thiên tai. Đôn đốc các sở, ngành địa phương triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó với mưa lớn, thiên tai tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc, hết công điện. Chuyển sang những thông tin khác. Hôm qua 20 tháng 7, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với huyện Chi Linh cùng đoàn thầy thuốc tình nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà học bổng cho các em học sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Nghĩa. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Tân Nghĩa, huyện Chi Linh. Đồng thời, các đơn vị cũng trao tặng 40 áo thun nam nữ trị giá 4 triệu đồng và trao 30 phần quà cho 30 phụ nữ thai sản, mỗi phần quà gồm 5 hộp sữa trị giá 1 triệu 100.000 đồng. Cũng tại chương trình, đoàn thầy thuốc tình nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 người dân và học sinh.
Tổng kinh phí khám bệnh, cấp phát thuốc, trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Nghĩa trị giá 297 triệu đồng. Đây là các hoạt động thiện nguyện hết sức có ý nghĩa, không những tạo điều kiện cho các em học sinh và phụ huynh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn, mà còn có cơ hội được thăm khám sức khỏe để giúp người dân phát hiện và phòng chống cũng như điều trị bệnh kịp thời. Sau 9 ngày tổ chức hôm qua 20 tháng 7, tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc chương trình học kỳ trong quân đội năm học 2024. Tham gia chương trình học kỳ quân đội năm học 2024, 100 thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi đến từ các địa phương trong tỉnh được bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Tây Nguyên, tham gia huấn luyện các nội dung cơ bản về điều lệnh. Với chủ đề Thép đã tồi thế đấy, chương trình được tổ chức tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thông qua chương trình, để các em được trải nghiệm thực tế của môi trường quân đội, góp phần rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức và kỹ năng sống. Dịp này, ban tổ chức đã khen thưởng và trao giấy chứng nhận tham gia chương trình học kỳ trong quân đội cho các em. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng với đặc thù là những doanh nghiệp nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, nên một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ít quan tâm đến việc tham gia tổ chức công đoàn. Điều này dẫn đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn hiện gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng những hình thức cách làm hay sáng tạo trong triển khai, đặc biệt là bám sát cơ sở, linh hoạt trong tuyên truyền vận động. Vì vậy, công tác này hiện mang lại những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một buổi lễ trao quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 40 công nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn của công ty Huy Vạn Hạnh ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Đây là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức công đoàn. Trong không khí hết sức trang trọng, từ hôm nay, những công nhân, người lao động tại doanh nghiệp này sẽ chính thức là những đoàn viên công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Em là lần đầu tiên được gia nhập thì em rất cảm thấy rất là vui. Về các quyền lợi của em sẽ được bảo đảm vào trong môi trường công ty làm sẽ được bảo đảm của em được rõ hơn, được em yên tâm về nhiều hơn. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của các cấp, rồi nguyện vọng của người lao động và nguyện vọng của tôi, chủ doanh nghiệp muốn thành lập cái Liên đoàn Lao động Việt Nam này để kết nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động với nhau và đồng hành cùng phát triển kinh tế của công ty, của lợi ích của người lao động và của địa phương. Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn thời gian qua được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Với những đơn vị doanh nghiệp trong khối các cơ quan nhà nước, việc tuyên truyền vận động tham gia vào tổ chức công đoàn khá thuận lợi. Song đối với một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh, do đặc tính hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, có khi là những lao động hợp đồng thời vụ. Vì vậy, tâm lý e ngại tham gia vào tổ chức công đoàn là điều dễ nhận thấy. Bên cạnh đó, một số chủ sử dụng lao động không thường xuyên ở tại doanh nghiệp địa phương, đồng thời cũng chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia tổ chức công đoàn. Vì vậy, việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn tại địa phương gặp không ít khó khăn. Một số cái doanh nghiệp mới thành lập chưa đi vào hoạt động ổn định. Thứ hai là cái việc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt cũng có đến tiếp cận một số các doanh nghiệp. Tuy nhiên rằng là chủ người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp thì cũng không có thường xuyên có mặt tại địa bàn thành phố Đà Lạt, chỉ giao cho một cái nhân sự để quản lý. Chính vì vậy mà cái công tác tiếp cận tuyên truyền thì nó cũng chưa được thường xuyên. Qua đó thì người ta cũng chưa hiểu hết về cái vai trò của tổ chức công đoàn. Thành ra đó là một trong những cái nguyên nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện nay cũng vẫn còn một số doanh nghiệp mà chưa thành lập được tổ chức công đoàn. Với phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao cụ thể chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc. Căn cứ các chỉ tiêu được giao, các cấp công đoàn đã thể hiện tinh thần quyết tâm, bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập trung tuyên truyền, nắm bắt, khảo sát việc phát triển đoàn viên, vận động thành lập công đoàn trong tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định. Bằng nhiều cách làm hay, phương pháp sáng tạo, đặc biệt chủ động đề xuất phối hợp với các cơ quan cung cấp để cung cấp thông tin địa bàn, doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư chủ sử dụng lao động, tổng số lao động, những khó khăn của đơn vị để kiến nghị địa phương hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo thiện cảm, hợp tác với tổ chức công đoàn, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập công đoàn tại cơ sở.
Thống kê từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập mới 25 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 4.000 đoàn viên. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 2 nghiệp đoàn cơ sở. Đây là những tín hiệu tích cực trong việc cụ thể hóa nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tập trung toàn lực vào khu vực các doanh nghiệp ngoài nhà nước để phấn đấu làm sao không để khoảng trống về tổ chức công đoàn trong các cái đơn vị này. Muốn đạt được những cái kết quả tốt hơn thời gian trước trong cái tình hình bối cảnh hiện nay thì từng cán bộ công đoàn và từng cấp công đoàn phải tập trung, phải tăng cường công tác tuyên truyền, công tác vận động, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và kịp thời tiếp xúc để thành lập tổ chức công đoàn trong các cái doanh nghiệp này để phát huy vai trò đại diện bảo vệ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn giờ đây không phải là chuyện khó. Quan trọng là các cấp công đoàn cần phải có những hình thức, cách làm phù hợp, đặc biệt là đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động. Hơn hết, các chủ sử dụng lao động cũng cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong việc tham gia vào tổ chức công đoàn. Điều này sẽ giúp cho người lao động yên tâm gắn bó, khăng khít hơn với doanh nghiệp, từ đó góp phần đưa hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Nội dung chính trong phần tin trong nước. Để quản lý an toàn thực phẩm, ngành chức năng cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, liên tục nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng dự toán cho ngân sách nhà nước năm 2025, ra khả năng thực hiện và nguồn đảm bảo, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cần cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết quan trọng và triển khai thực hiện ngay khi được giao kinh phí, dự toán ngân sách nhà nước thực hiện phù hợp với khả năng huy động, cân đối các nguồn lực. Theo luật tổ chức tín dụng sửa đổi, người dân khi vay ngân hàng một khoản nhỏ có giá trị dưới 100 triệu đồng sẽ không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi. Ghi nhận việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục cho vay dưới 100 triệu đồng tại các ngân hàng. Cần gấp một số tiền để mua sắm đồ đạc trong gia đình, chị Dung đã tìm đến ngân hàng thay vì vay mượn bạn bè người thân. Do số tiền nhỏ hơn 100 triệu đồng nên chị Dung chỉ cần cam kết mục đích sử dụng vốn hợp pháp và đáp ứng về khả năng trả nợ là được giải ngân nhanh chóng. Được nghe các bạn ngân hàng tư vấn, thủ tục vay cái thứ gì giờ rất là đơn giản và gọn nhẹ. Quan trọng là mình chứng minh được nguồn trả nợ. Và các bạn cũng sẽ tư vấn cho mình giấy tờ thủ tục rất là đơn giản và sẽ giải ngân trong ngày. Trước kia thì người vay sẽ phải cung cấp thêm nhiều loại giấy tờ, xem là mua ở đâu, loại sản phẩm nào. Còn hiện nay, chỉ cần kê khai, thông báo với ngân hàng là đã có thể giải ngân. Khi yêu cầu về thủ tục được giảm bớt, cũng đồng nghĩa với việc thời gian phê duyệt khoản vay được rút ngắn. Khách hàng không phải cung cấp các cái phương án sử dụng vốn khả thi đối với các cái khoản vay có giá trị từ dưới 100 triệu. Đấy, căn cứ vào các cái quy định đó thì Cobank cũng đã ban hành các cái sản phẩm cho vay dành riêng cho các cái đối tượng là khách hàng và các cái khách hàng không phải cái xây dựng cái phương án sử dụng vốn khả thi hiệu quả cũng như là cái chứng minh nguồn vốn tự có để tham gia vào các cái phương án. Và cái này nó cũng đáp ứng cho cái việc mà phát triển về số hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nữa. Khi chúng tôi cung cấp sản phẩm dịch vụ thì tối giảm thiểu được các cái giấy tờ phải cung cấp thì cái quy trình sẽ nhanh gọn và tăng cường được cái khả năng tiếp cận vốn của khách hàng một cách nhanh chóng hơn. Thì cái này tôi nghĩ rằng là cũng hỗ trợ rất là tốt cho việc mà triển khai các sản phẩm tiêu dùng bán lẻ và để cũng tránh được cái tín dụng đen đối với thị trường. Hiện nay, dư nợ ở tín dụng tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% một năm, cho thấy nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống là rất cao. Với quy định mới, không phải kê khai phương án sử dụng vốn,
thủ tục đơn giản hơn, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận vốn vay ngân hàng. Theo đó, khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định và có khả năng tài chính để trả nợ sẽ được các ngân hàng xét duyệt. Các kênh phân phối và môi trường thương mại điện tử đang được phát triển đa dạng và hiện đại, giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc mua sắm các loại nông sản, thực phẩm theo nhu cầu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để kiểm soát tốt chất lượng đầu vào của sản phẩm. Đây là nội dung chính được nhấn mạnh tại hội thảo kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại được Bộ Công Thương tổ chức. Để hàng hóa vào được các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng tiêu chí về chất lượng và đảm bảo an toàn. Sản phẩm vi phạm, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nếu bị một hệ thống siêu thị phát hiện, sẽ đồng loạt bị loại khỏi quầy kệ tất cả các hệ thống bán lẻ khác, ngay cả ở môi trường thương mại điện tử. Để quản lý an toàn thực phẩm, cũng cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, liên tục nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng. Chúng tôi tập trung vào cái việc mà đó là kiểm tra giám sát đầu vào với các nhà cung ứng và các sản phẩm. Thì khi mà nộp hồ sơ vào Central Retail thì ngoài cái việc mà chúng tôi tiếp cận các nhà cung cấp thì chúng tôi sẽ có bộ phận quản lý chất lượng sẽ trực tiếp thăm các cơ sở sản xuất, các farm, các trại để đảm bảo tính minh bạch giữa sản phẩm hồ sơ công bố cũng như thực tế tại nhà sản xuất. Thì đã có những cái quy định rất là rõ về những cái mặt hàng kinh doanh có điều kiện đối với thực phẩm, đặc biệt là cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay thì những cái chủ sàn phải yêu cầu những cái người bán phải cung cấp thông tin về những cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đó khi mà đăng tải thông tin hàng hóa bán, ví dụ đặc biệt là những cái sản phẩm đã sơ chế, những cái sản phẩm là tươi sống. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp rà soát giữa cục và các đơn vị liên quan như Tổng cục Quản lý Thị trường, Cơ quan Công an, Cục An toàn Thực phẩm về các đối tượng lợi dụng các website và ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thực phẩm đang gây nguy hại đến người tiêu dùng. Việc kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa được kỳ vọng tạo thêm thị trường cho những nhà sản xuất làm ăn bài bản, minh bạch tham gia, từ đó gia tăng sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường. Chuyện thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô hạn ở miền Tây vốn là bình thường. Nhưng hiện nay, ngay cả giữa mùa mưa, nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân vẫn thiếu trầm trọng tại thành phố Sóc Trăng. Vấn đề này đang nóng lên và trở thành vấn đề đáng quan tâm ở Sóc Trăng. Nhiều tháng nay, người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng phải sống trong tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số khu dân cư như ở phường 8, phường 5, phường 1, phường 4, v.v. Theo phản ánh của người dân, nước chảy rất yếu trong những giờ cao điểm, từ 8 giờ sáng đến 21 giờ đêm cùng ngày, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Thì nói chung nước cũng không có đủ cung cấp cho để mình xài, mở ra nó gỉ vậy đó. Thì do vậy thì nói chung cũng mong thời gian tới thì các ngành các cấp cũng có cái quan tâm cải thiện thêm. Không chỉ có tình trạng thiếu nước, nước chảy yếu, chất lượng nước thời gian qua không được đảm bảo, như thường bị đóng một lớp màu vàng, trong nước có nhiều cặn bã. Với cái nguồn nước bây giờ của bên công ty nước là không có đảm bảo vệ sinh cho mà dân ta xài, là phèn, với lại nó là cái chất tẩy nó cao. Nhưng khi những lúc mà rửa bồn hay là gì đó, nước phèn nó ra rất là đen. Theo đại diện công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, đơn vị đang quản lý và khai thác hệ thống cấp nước đô thị gần 24 nhà máy trạm khai thác xử lý nước, với tổng công suất được cấp phép khai thác là 97.770 m khối ngày đêm. Từ đầu năm 2024, tình trạng khô hạn xâm nhập mặn đã ảnh hưởng sâu vào nội địa, nên nước mặt cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến lưu lượng nước khai thác giảm đáng kể. Ngoài ra, công nghệ của nhà máy nước Sóc Trăng hiện đã lạc hậu, gây khó khăn trong quá trình xử lý, cung cấp nước đến khách hàng. Trước hết là chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo cái hệ thống xử lý mà có thể nói là nó cũng qua nhiều năm rồi, hệ thống nó cũng cũ kỹ lạc hậu. Cái đó là một cái nguyên nhân cơ bản làm cho cái tình trạng nước nó xử lý chưa được triệt để. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang đề xuất và xin phép của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc nâng công suất của một số cái nhà máy trên địa bàn của thành phố. Hiện nay thì đang làm các cái thủ tục. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo kiểm tra chất lượng nước, xử phạt công ty cấp nước.
Đồng thời, các cấp ngành xem xét tạo điều kiện cho công ty cấp nước Sóc Trăng nâng công suất các nhà máy cấp nước, thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt, xử phạt theo đúng quy định. Tỉnh chỉ đạo việc chia sẻ nguồn nước giữa trung tâm nước sạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và công ty cấp nước để khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.